Shark Thái Vân Linh, tại sao khó trong công việc đàn ông được cho là xuất sắc, phụ nữ được gọi là thép? Đừng quên bấm đăng ký để nhận thông báo và đón xem những video thú vị tiếp theo nhé! Shark Linh, tên thật là Thái Vân Linh, bà là giám khảo của chương trình thực tế Shark Tank Việt Nam Thương vụ Bạc Tỷ. Shark Thái Vân Linh được đánh giá là người đàn bà thép nổi danh với câu nói "tôi không đầu tư". Mong muốn giải phóng cho phụ nữ. Tại một sự kiện của Forbes Việt Nam, Shark Thái Vân Linh bày tỏ sự ngạc nhiên rằng tại sao những người phụ nữ dễ thương, vui vẻ và dễ chịu như vậy lại bị gọi là thép. Có thể trong công việc họ khó tính, nhưng về công việc ai cũng phải khó vì mình có những mục tiêu, tiêu chuẩn rất cao. Nếu nam giới khó chịu thì mình gọi họ là một người xuất sắc, nhưng nếu nữ giới khó chịu thì mình kêu họ là phụ nữ thép. Vì sao? Những khuôn mẫu này khiến Linh rất khó chịu. Vị Shark cho rằng điều này bắt nguồn từ trong gia đình khi còn nhỏ. Khi mua đồ chơi cho con hoặc cháu, nếu là bé trai, ta thường mua đồ chơi màu xanh để bé trai có thể tự xây dựng cái gì đó. Nếu là bé gái, ta sẽ mua búp bê vì ta buộc con gái phải mềm mại biết chăm sóc. Shark Linh đưa ra gợi ý rằng hãy thử làm ngược lại, tặng búp bê màu hồng cho bé trai để nói với bé rằng phải học hỏi và có khả năng chăm sóc người khác. Tặng một bộ búa vít cho bé gái để bé có thể học tự xây dựng một cái gì đó. Shark Linh thẳng thắn, Linh hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi những khuôn mẫu này để phụ nữ trong tương lai không cần phải nghe những lời nhạy cảm như vậy. Theo nghiên cứu năm 2019 về phụ nữ trong kinh doanh của Grant Thornton quốc tế, Việt Nam có tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao đứng thứ 2 châu Á với khoảng 36%, tức là chỉ sau Philippines ở mức 37,46%. Mặc dù ngày càng có nhiều phụ nữ hiện đại trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, nhưng sự bình đẳng giới tại vị trí chủ chốt vẫn còn khá xa. Những định kiến khuôn mẫu về giới tính, trách nhiệm chăm lo gia đình vẫn là những yếu tố cản trở người phụ nữ nắm bắt được cơ hội, tạo dựng mối quan hệ và trau dồi phát triển sự nghiệp. Shark Linh cũng khuyến khích phụ nữ hãy can đảm hơn để theo đuổi con đường sự nghiệp. Theo chị, việc đặt công việc lên hàng đầu không có gì là xấu, đừng vì gia đình thúc ép mà vội vàng kết hôn sớm. Chỉ khi người phụ nữ thỏa mãn được đam mê của mình thì mới có thể chăm lo được cho gia đình một cách tốt nhất. Shark Linh bày tỏ trên trang cá nhân của mình rằng, người phụ nữ hiện đại là một người tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình. Phụ nữ khao khát một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, không sợ thất bại và hãy nghĩ rằng thất bại chỉ đơn thuần là bước đệm quan trọng hơn dẫn chúng ta đến với thành công. Shark Linh từng chia sẻ trong chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc của đài HTV Live rằng muốn có được cuộc sống thành công và hạnh phúc thì mỗi người cần phải work hard, play hard. Work hard chăm chỉ để có thể cạnh tranh được với người khác, nhưng cũng phải đủ smart thì mới hiệu quả lâu dài. Bên cạnh đó, mọi người cũng cần phải play hard, vui chơi, vì ai cũng chỉ có một đời để sống. Vì vậy, hãy luôn cân bằng giữa mục tiêu sống và nhu cầu giải trí của chính mình. Nha Trang, ntnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978 106 552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này.